một món gà kiểu Nhật cực ngon dành cho bạn. Bước 1, chuẩn bị một miếng gà phi lê và một chén bột năng, thêm một chén đường, bột ngọt và một chút mè rang, một chén nước tương Nhật, gia vị sake và mirin. Bước 2, cắt gà ra từng miếng rồi khứa vài đường. Gà thì mình không dám ra ngoài đi chợ cho nên mua hàng ở trên Nowfed. Hôm nay ngày 7 tháng 7 cho nên được giảm giá 50% thực phẩm sống. Có nhiều món được giảm còn có 7k và còn được free ship trong khung giờ vàng nữa. Ok, giờ thì mình sẽ tẩm gà qua một lớp bột năng để chiên gà giòn hơn và hạn chế bị vàng dầu. Chiên gà vài phút cho vàng giòn, sau đó lật lại chiên thêm vài phút nữa. Các bạn có nghe tiếng giòn tan không? Khi ăn với sốt sắp nấu sẽ còn đã đời hơn nữa. Bước 3, cắt ra nhiều miếng rồi xếp lên đĩa để đó và chuẩn bị quay qua nấu sốt. Sốt thì các bạn cho vào 4 muỗng sake, 4 muỗng mirin và 4 muỗng nước tương Nhật. Sau đó cho vào một chút đường khuấy lên, chút bột ngọt và một chút tiêu xay. Ok, lắc chảo cho đến khi sốt sệt lại rồi múc sốt rưới lên đều bề mặt gà. Tới khúc này các bạn sẽ thấy mùi thơm ngất ngây, rắc lên một chút mè rang nữa rồi chuẩn bị thưởng thức thôi. Ok, chúc các bạn thành công.